Ok. Ok, tuần này mình có cái gì không ta? Nói chung là tuần vừa rồi là mọi người xanh lè hết rồi đúng không? Xanh. Xanh lấy lè lè Em kiếm Nói chung là tuần nào cũng xanh vậy là xem vui rồi. là Coi tuần này mình có gì chơi nè. Cái AI này hôm bữa lâu hả hay mới đây ta? đã lâu rồi, tuần trước rồi. Ok. Vì tuần này chỉ có LD. LD là con Em đi cái chạm nó mắc cười quá hả? dạ nó không có volume lớn, nó không có đủ volume. Ok, Nó cứ luôn mình chạy IE nha. thầy ơi. AI hả? Dạ. Đi cho mày đi. ID hả? Nó có một dịp bao rồi kìa. Dịp này chưa có đủ để mình vô đâu ha. Cái dịp này mình đợi. Tức là nó chỉ cần confirm lại khu vực này có người mua thôi. Mình ngồi mình đợi nó đi. Cho nó lên đây được chút, nó xuống lại đây cái là mình mới đánh ngay chỗ này. Thì lúc đó mình sẽ có cái trade đẹp ha, double bottom gì đó. Mà lúc đó mình coi thử nó ra cái gì mới được. Nhưng mà giờ là vô là không được ha. Nó có thể nó sẽ bắt test lại đó. Nó bắt test lại cái là mình mệt. Đợi đi. Ok. Một con này không ổn ha. Mình đợi. LUMN. Dạ, giống giống gì đây nè ha, giống giống gì đây nhưng mà nó chưa confirm ha. Ngày mai mà nó confirm cái nhảy vô liền. Được á ha, con này đã được á, nếu mà mình muốn bắt đáy cũng được luôn. Tóm lót ngày gì đấy luôn. Vô, mình làm cái trade plan cho con này đi. Mình sẽ có cái stop loss giữ mấy cái râu nhẹ 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 đây ha. Mình đặt luôn nha, tại vì mấy cái này nó không có phá, nó không có quét stop loss mình nổi đâu. 2.35 TP1. TP1 và râu Em sáu 2.6. TP2 á 2.95. Hai trăm chín mươi lăm mình sẽ hết ha, em nhưng thấy cái mà vô lầm đó bây giờ. một quần da cái chỗ này hai miếng cũng nhiều á, nói chung là đẹp rồi đó, chơi được. Bỏ vô cái con này chơi đi ha, tại có stop loss đàng hoàng không sao. BA BA đang tạo một cái setup mới ha, đang tạo một cái trend mới. Nó không rớt nổi rồi cho nên là BI khả năng đi lên rồi. BI khả năng đi lên lại đó ha mọi người, nó có channel của nó ha. Có mấy cái channel mình vẽ vẽ cái channel cho nó cũng được. Hãy
Còn ai muốn đợi để đánh cái bitrun đó thì từ thì chờ, còn ai muốn đánh lên khúc ha, đụng cái bờ trên thì out thôi, chứ đừng có mong rằng nó phát out đây nó chạy lên luôn, không có ha, nó lên cỏ tay cái mình out chai đấy rồi ha, cỡ này thôi. Lần thứ đó cũng 7-8 điểm rồi. 5-6 Yeah, điểm rồi. tại vì mình thấy khung ngày á, nhưng mà khi mình đánh á Cũng thì có không giờ nhỏ. mình phải coi khung giờ nhỏ rồi đánh chung với lại nguyên group thì nó mới an toàn. Mình chỉ lên trade plan để mình đánh thôi. Nhưng mà cái con này đánh lên, ok. Con này để trong weekly đánh lên, ok. Đây trái ha. Nhưng mà vài bữa nữa mà nó có một cái rác ao á, mình đánh swing, ok, giờ chưa có swing được. Mai đâu rồi, sáng kêu nó ngồi nó chờ mà sao cuối cùng nó đâu. Nó đi Em chợ kèm nó. mà. Thấy nó đang đi chợ mà. Thảo bữa giờ ổn không Thảo? Em cũng ok thầy. Tại em bận đó. Cái thằng nhóc nó đi cắt amidan á, nó em đi gì chút xíu. Nhưng mà cũng ok thầy. Nói chung là thấy mọi người tự chơi mà thắng hết là lấy vui gì đâu luôn. Đâu đâu cần ai đâu, luôn cả đâu cần brand này nữa. Mấy bữa trước brand này vô ngồi ngồi nghe mọi người chơi. Không thèm mà lết luôn. Rồi nghe lên bình. Oh man, đánh đúng rồi. Siêu đẳng luôn ha. Mở Nhưng cửa mà có ra. ra này tự tin hơn, Dạ. Nhưng. cái này cầm 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 xuống tự tin hơn đúng không? Dạ. Ô, con này ngó bộ muốn tạo cái đáy ở đây ha. Đẹp á, đẹp á Bình. Em thấy mấy con này mấy lại mấy con giàu nữa. Thấy thấy setup nó muốn đi lên đó. Dạ, nó cái kiểu này nó muốn nó giống như Brad A bắt test á. Yeah. Kiểu nó đó. Kiểu nếu mà đánh đánh trend line á, mình nó Brad A ra, nó đang bắt test. Ngay đầu đây nè, ha. Đợi nó thêm cây nến nữa, có thể mình đợi cây nến nữa mình đánh đánh swing nó 1 2 ngày ha, nếu mà nó không test ở đây thì nó đi ngang ngay chỗ này nữa mình vô luôn. Yeah, ngày mai nó sẽ quyết định chứ giờ mới có một cây đôi chì, mình không biết được coi thử cái lực mua đủ để nó quay đầu luôn không. Ngày mai mà nó mở cửa trên 283 đó, nói chung là giữ được cái giá này đó là mình có việc đánh lên thôi. Yeah. Sắp lót sát dữ luôn. Khỏi cần stop loss luôn á, như tức là mình đánh vô khung nhỏ đó là mình có cái stop loss nhỏ. Ok. Chứ mình không có stop loss của khung ngày đâu. Mình stop loss khung 15 10 15 phút thôi. 30 phút thôi. Nhưng mà cái setup này đẹp ha. Bích nó ra để mình đánh đầy trái không được. Đó, để đó. Sáng mai là đè đầu mấy con này ra quất thôi. Tại nó có cái nền tảng của khung ngày anh Hải hiểu không? Thành thử mình đánh mình yên tâm lắm. Nó tạo cái ba đầm mà cũng vững không? Yeah. Mình thử rồi mình đánh gần như là nguyên đám mình đánh cái kiểu này nó cái tỷ lệ thắng đó, nó cao không có thua. Để vậy còn vô khung nhỏ là mình nghiên cứu một lần nữa anh Hải hiểu em nói không. Mình Hiểu. thử ra khó mà thua lắm. Thấy nguyên cái đám của mình không, vô con nào con ấy bay dù 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 mình đâu có cần phải màu mè gì đâu, không có cần, nguyên đám này cũng không có cần lên Facebook khoe
ăn nhiều cả mẹ không cần. Rồi. Tiếp tục. BRC. Ồ. Cái này đánh theo cặp nến ha. Đánh theo cặp nến. Cặp nến này mọi người rất giỏi rồi ha. Thì cặp nến này nó nói rằng cái con này nó sẽ quay đầu đó ha. Nó sẽ có một cái gọi là gì? Quần chip á, của group mình gọi là quần chip á. Đó. Ok, nó đếp xuống nhẹ nhẹ thôi là nó sẽ tạo một cái sideway. Đây là mình nhảy vô là nó ăn liền á. Ok, thì mình sẽ lên trade plan cho con này đi ha. Nó sẽ back test lại ở round 5 đồng. Ủa mà sao cái con này flow nó bữa nay nó nhỏ, nó lớn lên rồi ta. Nó có bị gập xe không? Hồi xưa cái flow con này nó nhỏ lắm á. Sao bữa nay cái nến của nó. Ồ, 50 triệu lắm. Ồ, hèn gì. Hồi xưa nó nhỏ lắm mà sao bữa nay nó lớn dữ. Nhìn cái kiểu chạy của nó là anh biết nó cái flow nó lớn rồi. Chơi cũng được. Em được mà đít hơi bự. Đít hơi nặng. Đít nặng không có suy, không có đánh sướng không sướng. Nhưng mà đánh TI thì cũng đúng. Cũng đúng đi bay là. Hồi xưa Randy đánh đó từ ở đâu đây ha, đánh lên tuốt cái này nè, có một thời gian nó lúc mà nó IPO á, trời ơi đánh đã luôn. Đây nè, đây nè, quốc bình tuốt như này luôn, vui lắm. Ở mấy cái vẽ vẽ này là hồi xưa Randy đánh đó, giờ xong rồi được nè. Mà không biết sao bữa nay cái flow nó lớn như ta. Nó đâu có gập xe đâu. Nhưng mà chắc ok đó ha. Chơi được. Okay. Nếu mọi người muốn á, đợi nó tạo cái đáy xong stop loss ha. Còn không á, thì stop loss cái này luôn. Thì cái TP1 của nó là 5 đồng 19 ha. Ăn 19 sen à. Thôi kệ. Nói chung là mua làm sao mà nó sát với lại cái giá stop loss đó nhất á. Có thể là ngon ha. Để ghi vô đây đi ha. Rồi, có thêm con ở bên này để chơi ha. Để. Doku. Lâu lắm rồi không có chơi Doku. Wow. Doku quay lại fail gap ha. Con này có thời gian lại nhớ như nó mấy trăm đồng đúng không? Trăm mấy hả nè, hai Trăm trăm vậy mấy nè, hả? 200 cỡ đó. Đúng rồi ha, lâu rồi cái thời Nghĩ cái con này đâu. thời đó lâu rồi, bữa trước nó xài qua ngay đây ha, đánh lên đường khúc ngoài trước. Con này tạo double bottom ngay đây. Nghe đây. Nhưng mà volume nó thấp lắm nha. Của ai vậy ta? Của chị Lên. Linh. Chị Linh hả? Cái volume nó thấp lắm chị Linh ơi. Đánh cái con này không có ngon đâu. Nó không có lật mua nhiều hả?
Nó rớt nhiều hơn hả? Bay lên. Cho nên nào ra này cũng không mê con này nữa ha. Đánh lên, nếu mà đánh lên thì nó fill gap ngay chỗ 63 đồng á. Nhưng mà nhớ ha, stop loss nó gãy ngay chỗ này là nó về nó test lại cái đáy này mất công lắm ha, gồng thế mẹ luôn. 54 2 điểm ha, nhưng mà đánh lên đây cũng được đó, ha. 6 điểm. Này đánh xe thôi ha, đánh option chết á, tại nó sẽ sideways dữ. Ok, mình đánh xe con này đi. Đấy. 54 đồng 72. Và 63 ha. Đánh xe ổn lì, ok. Còn ai đánh option thì đánh seller, ok. Đánh xe put. Không biết seller con này ngon không? Em xem. Sell put. Ồ, bèo. Có bèo hả? Có đồng. Bèo thôi. Đâu 56 nếu mà sell put 56 hả? Dạ. 55 là 98 sen đó. Vậy mà nếu mình đánh 55 ok đó, tại vì nó sát với lại cái stop loss luôn. 56 thì được đồng 55. Tại vì em thấy cái giá nó mắc quá đó. Đúng rồi, 5.000 mấy một contract mà đổi có đồng không đáng, đổi 100 đô. nếu lấy 5.000 mấy, 5.000 mấy nữa để mình chơi siêu lò con labo, trời ơi, labo xíu hơn 100 mà an toàn hơn, an toàn hơn nhiều đó. Bây giờ con labo quá, đánh CL xíu. Yeah, forget it. Yeah. Forget it. Chắc được có 100 mấy. Không chơi. Cái nào không lời không chơi, ok. Thấy không? Sell put. So phải so phí. Tăng hả? Tăng mới lên hả? Bỗng có cái đầu cái hả? Ồ, ai vậy? Ồ, không phải. Sell put 4 đồng rưỡi là được nhiêu? Con này nó bộ ngon á, mình để anh coi thử coi. Seller cái con sofa này đi ha. Coi thử có không? Không, trong Robinhood không có. Đây, đó. Có chứ. Coi thử cái giá của nó ngon không? Thơm không? Dạ. Bèo. Bèo nghèo luôn rồi. Bèo, nó có bánh xèo. Tôi thấy bây giờ seller là labo nó vẫn là xịn đời, nó vẫn là ngon nhất rồi. Labo nghĩa là con bòi với boy, boy boy dạo này cũng hết ngon à. Boy. Ủa, không ngon bằng labo luôn. Boy cái hết con ngon. Này nó sell put nó 5 đồng rưỡi được có 11 sen. Anh so phê. Anh để Randy để cái alert ở 5 đồng 38 bữa giờ ha. Không kêu luôn. Nó mà rớt xuống đây một cái là Randy lụm nó là... Rồi đó. 4 đồng rưỡi mà nó 23 sen mà nó ngon hơn nhiều. Yeah. Đợi nó 5 đồng 38 ok. Là xe nhớ. Xe put nó hả Bình? Khỏi dạ, xe put là 4. Xe put là 4 ngon hơn con đúng sofa. Rồi, cái này sofa. Bèo lắm, con nhà băng này bèo. Sofa này chỉ bỏ vô watchlist thôi ha, chứ đừng có đụng nó, đợi nó labo, nó rớt xuống. Labo được giá hơn. Watchlist. Watchlist. Ok. Để từ từ đó. Rồi tuần sau. 4 đồng rưỡi cũng được 240. So fine. Con 4. Oh, 4 đẹp quá kìa mọi người ơi.
Mọi người ơi, chơi con voi đi. Chơi con voi đi mọi người ơi. 1, 2, 3, 4, 4 lần chạm vô đó ha. Lần nào bật cũng mạnh hết. Ok, lần nào nó đỉnh sâu nó thấp dần 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 xuống nhưng mà đáy nó không gãy. Ok, là nó triệt tiêu mấy thằng short sell hết rồi đó. Đợt này là end. Ok. Mà anh thấy ở xài nó ngày 40 nè. Yeah. Cái này mọi người lọc qua cái khung tuần á nó mới phê. Ok, nó bác test lại 40 ok, cho cái đợt rally đầu tiên luôn. Nhớ không? Học hết rồi. Ok. Break out. Yêu. Ok, lần này mạnh à. Cái này low share ha, chứ còn tại đánh khung tuần lận. Tại cái con này chạy chậm lắm nha, nhưng mà Cái dividend nó ngon. ồ nó có dividend hả? Dạ, còn nói dividend thằng có ông bạn cũng có mấy trăm xe đó mà đợt vừa rồi trả nó trả 80 xe luôn á. Oh shoot, phê vậy. Trả đã lắm. Oh, xe put nó nha. Oh, xe put. Xe put. Ngại, ngại ngùng gì nữa, 75 cent kìa. Cỡ Yes. Doku hồi nãy không có vé luôn á. Cũng Ok. có 75 xe Sao anh? đâu đó. Thấy Xe mà. bút giá nhiều sao, xe bút rồi thì xe bút nó giá nhiều. Ủa này không phải xe put. Lộn, sorry, nói bậy. Nó bậy làm anh Hải anh cự đúng rồi. Ủa sao ngon như vậy, hãy thấy 11 đồng 35 À, chục sen mà sell nếu put. vậy chơi nó ngon hơn được 700 mấy à. Nếu mà sell put nó nó đang 11.50, sell put nó 11 đồng 35 kìa. Được hai Ok chục con này sen nó cho em được 20 sen. nếu Cũng giờ con xe ngon. tiếng hơn nó squeeze gái 2 đồng Đúng, nhưng mà nó không có chạy liền đâu anh. Cái rồi sàn, mua cái 100 sàn. xe mua 1.000 xe rồi xe phút 1.000 Đúng. xe Yeah, chơi vậy đi. squeeze gái anh hết rồi nó xuống thì rồi làm cổ đông được lấy ấy luôn chia tiền cổ tức. Đúng, đâu sợ, con này khỏi stop Con loss pho luôn. này lớn mà. Khỏi Cái stop này loss lớn luôn. mà đâu có đâu chết đâu sao. Ủa bộ mặt nước Mỹ mà anh. Cái hãng này lớn mà. Xe điện của nó Nó giờ được. cũng ngon quá trời, cái thằng xe shop của nó giờ coi như đứng đứng xếp hạng cao. Đúng rồi, nó có cái xe pickup truck gì đó. Mà cái bình điện nó nghe nó đâu giữ được chạc vô cho xài điện nhà luôn mà. Nhưng mà cái chạc này đẹp quá nha, đẹp quá đẹp. À, con này phải có ok. Get in không có stop loss luôn. Lên này sẽ vô ha. Loading luôn. Lên này mua. Em cũng lâu Con này mà ngon đó nhá, con này con này ôm ngon đó, còn cái xeo co ngon đó, con này men, nó mà đẹp đẹp quá, xe xe đốc này là thôi sướng, mình bắt ngay đáy luôn rồi. nó chuẩn bị điên á. Ok, I don't know what happened nhưng mà nó sẽ điên for sure. Ok, ngày mai ghi xuống mua vô, ghi xuống thôi quên, Cái này gà là phải quan có trọng, ok, phải có. phải mua con này, phải mua Con lâu này lắm phải rồi chơi mua con này này, con này phải mua. ok. Wow. Của ai vậy? Man, ai tự nhiên lụm ra hay quá vậy? À, Thảo hả? Ủa mà Thảo này bà lanh lắm nha. Bà ngồi bà me nhiều cái nhiều. Bữa giờ Ren này đánh đánh theo mấy cái con scan Thảo stand kia nó đánh ngon quá trời. Yeah, Thảo scan mấy con hay lắm đó, Trời con BI với con HD đó là Thảo cũng scan ơi. Được cho em á. cái cô bé này giỏi lắm á, lục soát tin tức giỏi. Có mấy cái điều hay lắm đó. Inside, outside, insider, buy xe, bán xe gì hay lắm. Con này giỏi, tỉ mỉ. Ồ, cái cây nến bán không có một lực mua nhỏ nào hết mà. Ghê quá vậy. Cái mập chơi chơi game. Nhưng mà nó lại mua ngược lại after hour. Sen. Yeah. Để coi cái con này là giờ pin hả? Cái volume này là nó bán hết sạch sẽ luôn rồi nè.
Nhưng mà chắc chắn ngày mai á ha, mọi người để ý nè, cái lực mua này á, ngày mai á, giống như là cái lực mua của tụi tụi short á, nó trả xe đó không, after hour rồi đó, thì sau đó nó sẽ xả xuống tiếp, ok, xả xuống tiếp một hai nhịp nữa là cái lúc đó nó là cái con stock này nó trống, nó rỗng á, nó không có sell, nó không có sell short, short sell á, thì lúc đó mình get in, ok. Nhưng mà bên này nghĩ rằng là cái vùng này sẽ là đáy của nó, ok. Không mua nha, không có, đừng có thấy cái lực bật lên gì đây là mua, nhảy vô là mua là chết liền. Đợi ha, kiên nhẫn, ok, kiên nhẫn là sẽ thành công, ok, nó sẽ thành chữ N á, ok, rồi đợi đó đi, nó sẽ bong bong cho mọi người mua, ok, bên này sẽ bán báo cho mọi người mua, ok, chuẩn bị thôi, nhìn thấy nó confirm mới vô, ok, get ready to buy ha. Không có, cái này họ bỏ vô watchlist thôi, ok, chứ không có mua liền, ok, mất công gồng mấy con đó, gồng mệt á, đánh penny là vô phải lời liền nhé, gồng đuối. Gồng SOS chung một cái account nó đuổi chat luôn, nó không muốn chơi luôn. yeah, sometime tự nhiên cái mình đây choáng ngày nào cũng thắng hết, tự nhiên cái có bữa cái thắng một đống luôn, cuối cùng nhìn đặt cao vẫn rõ là do mấy con penny nó kéo xuống, không vui, không vui, con này cũng vậy nè, con này cũng vậy nè, chưa có confirm, ok, nó chỉ là cái cú bật thôi, cho nên nhảy vô là đu đỉnh đó, nếu mà mình vẽ trên line ra thì nó đang nằm ngay ngay đỉnh đó, nhảy vô là đu đỉnh đó, mình đánh là phải đánh ngay đáy, ok, rồi đợi luôn ha, đợi luôn confirm đáy mới chơi. GNPX man, con này bị miss ngay chỗ này, uổng quá ha. Cái khung giờ nhỏ của nó có cái divergence đó, nhìn thấy không, mọi người thấy không, thấy không, bên này không á, bên này nhìn cái khung lớn nhưng mà có thể thấy được cái khung nhỏ đó, okay. Nhưng mà bây giờ nó đã hit TP1 rồi, mọi người phải đợi nó bác test lại mới đánh được ha, con này không có nhảy vô, ok, đợi nó confirm khung này luôn đánh sướng hơn rồi. Tiếp 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 tiếp. Oh. Labu, oh. Tình yêu. Labu group mình là coi như chưa bao giờ biết thua là gì ha. Vẫn cứ ôm nó sợ gì. Labu đang ở ở Nó đang demand ở, đang ở. ha. Labu đang ở demand, go. Ngon quá ngon. Ai sợ nhá, mình không sợ đâu nha, ở Là giờ demand là mình cứ giật cứ đập thôi à. vừa trình đó. Nhập giờ đi Bốn năm mười là bảy. xe bút đánh bút sụt đánh, con này xe bút đánh sướng nữa sư phụ. Ồ, cái premium nó đã lắm, Dạ 23. chơi xe put nó đi, trước khi mình ăn cái rally ha, mình đánh xe put nhẹ nhẹ trước cái đã. Ừ. 3 sen. 23 sen, ok, quốc tới. Đó, đồ câu làm gì có cửa. Thì Bỏ 5.000 ra là thành 230 rồi. đó, đúng rồi, cái đồ câu là gì có cửa. Không không có nữa, 5.000 nữa, 4.500 à. Trời ơi, Thì đó. đồ cu dục đi. Trời ơi. Của chị Linh á, mà bả đâu rồi? Bả là bả đâu mất rồi? Bả vô bả im ru à. Mà bữa giờ sao không thấy bả nói chuyện ta? Chị Linh, đâu rồi? Hello một cái cho nó vui coi. Rồi. Đã bù đánh lên nha, đánh
level mọi người phải sell là nó cho trong cái này ok sell put đó. Quốc tế boy tình yêu của cô bì oh man đánh future ăn mấy chục ngàn lấy tiền đi mua môi héo luôn là ác gì sợ đầu lao mía lao nó mới lúc này cái nó sủng tiếu con khỉ này nó đâu có đi theo TA đâu nhưng mà nó mình đánh con này phải đánh theo volume thôi only không có đánh theo mấy cái indicator khác được chỉ đánh volume thôi còn cái chặt là còn vứt đây ha đừng có nhìn nó nhiều nhìn cái volume thôi cái volume cái chỗ này nó nói lên chỗ cái vùng này là đáy ok vùng này là đáy đó mà mình không biết khi nào nó mới confirm nó chưa có confirm nhưng mà chắc chắn là cái chỗ này là đáy cho nên là mình cứ đè đầu mình sẽ put trong một thời gian có thể nó sẽ sideways đó ha nó giống như chỗ này này mọi người thấy không nó sẽ sideways đó đó rồi xong sau đó nó mới nói chung là nó sẽ nó đang mang đà bầu đó ha những ngày đầu thôi thì nó sẽ đẻ ra sớm thôi rồi nó sẽ bay rồi khi nào nó chết thì nguyên cái đám tỏa chạy đi ha đi chôn nó chứ đừng có ở đó ok đi làm đám tang cho nó liền rồi ông chết ông bèo bèo mà nó được đẻ ra một cái này bèo bèo cũng được 25 đồng ok đừng đừng gặp xe trước khi đẻ là được rồi. Ồ, nó gặp xe là mệt mỏi nha. Nhưng mà ngó bộ nó không gặp đâu, nó không gặp đâu, tại vì nó, volume kiểu này nó không gặp đâu. Rồi, bôi thì từ 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 ha, rồi nó sẽ trở về những ngày đầu tiên. AMRS AMRS bữa giờ đây thì cũng để ý nó nha nhưng mà bên này chưa có vô đâu mọi người chú ý mấy cái chart ok nó rớt cái kiểu này á là khi nó quay lại mạnh mẽ lắm biết sao không rớt có mua rớt có mua rớt có mua ok rớt có mua rớt có mua ok đến một lúc nào đó nó rớt mà nó không gãy đáy nữa ok nó coi như là cái lúc đó là nó sẽ đổi chiều xu hướng á hoặc là nó gọi là bơm lên luôn á thì nó sẽ nó làm luôn lần luôn ha nó làm cái cây dài vậy này cho nên là mọi người chú ý cái con này vì này chưa có vô gì hết á đợi nó confirm một cái đớp nó lao lên thì nó sao nó rớt mà nó không có gãy đáy không anh thấy ha cái chọn ở những cái con stock á cái khúc này cái lên thì giảng hạn cho Hải nghe cái khúc này đi. Cái nó rớt đó, ok là tự nhiên có người mua lên ok anh rớt tiếp tục có người mua lên tức cái con này là vẫn có volume buying ok rớt lại có người mua lên rớt lại mua rớt lại mua ok rớt lại tiếp tục mua anh hiểu không đến một lúc nào đó nó rớt ok mà cái tụi mua ngay chỗ này nè tụi mua cái chỗ này nè nó không có bán anh hiểu em nói không nó lên là nó nè nó mua chỗ này đúng không nó bật lên nó rớt xuống nhưng mà cái một một lượng mua ngay chỗ này nó không bán nữa tức có nghĩa là sao là nó giữ luôn cái giá này đây nó tạo thành cái ba đồng đúng anh hiểu không thì lúc đó nó sẽ có một cái lực mua lớn của cái mập nhảy vô ha tức là nó sẽ quăng một cái news gì đó nó làm cái đụng này chơi penny là phải chờ ok phải chờ thì mình phải nhưng mà ha nó rớt xuống đây nó tiếp tục gãy đây anh hiện thì sao thì cái tụi mua ngay đây là nó lên đây nó bán hết chặt sạch rồi thì tụi short sell nó sẽ nhảy vô nó đạp đạp tiếp anh hiểu không rồi đến lúc là nó lại mua lên nữa rồi xong nó rớt xuống nữa ở đâu dưới này nó sẽ tạo thành cái bò cái rào bò đầm dưới này nè thì là cái lúc đó mình nhảy vô mình ăn cái cây đùng chéo ok ok anh hiểu không nó vậy đó ok thank you anh nha cái chỗ này cũng vậy nữa ha rớt rớt ha nhưng mà sao tự nhiên cái nó tạo cái rao bo rồi người này là xong có cái thể làm là cái đùng mua lại không nó làm cái đùng ok thì mình chờ ha
mình chờ nó cứ rớt xuống này nó giữ miết là hiểu Mình rồi đó. day trade mình cũng có thể mình xài cái quy luật này luôn được không? Được Được anh, chứ. y chang à, Được không đúng có cái không? gì khác hết á. Ok. Thì những cái bài học đầu tiên em dạy đó Dạ. là cái đó đó. Ok Ok. rồi, Thank con you. này, nhưng mà cái con này là cái công ty Good ha, nó là Good Company cho nhưng mà thuộc cái dạng penny, tức là mình chơi penny mình cũng lựa mấy con Good Good Company á, mình chơi lỡ mà có ôm á thì nó cũng ôm chừng 5 đổ lại. Ok, nhưng mà đánh penny là với penny là gãy đáy là penny tiễn bạn lên đường liền, học đây này không có chờ, không có ôm. Ok chú ý ha, chú ý con này lực mua khủng khiếp ha, lực mua rất là nhiều nhớ không, bên này nói á, từ lúc này nè chứ không phải là lúc đó đâu. Ok lực mua lên bán xuống rất là ít, ok lực mua lên bán xuống rất là ít, bắt đầu nó gom tiền nó mua nè ha, cái này bên này nghĩ nó chạy về đây nè, mọi người sẽ thấy ha, vô mọi người vô vài vài trăm xe để đó đi ha, lỗ không bao nhiêu hết nhưng mà sao ăn ăn ngập mặt. Ok cái con này, cái con này không biết mọi người còn giữ không, bên này vẫn còn giữ đó ha, 1 đồng 48 đang ăn 90 đồng á, nhưng mà kệ nó đi ha, nó sẽ lên á, Có vẻ giống như nó break out, nó về nó bắt test rồi nó đi tiếp. xong rồi đó ha, nó xong rồi đó Vâng. rồi Phải không? nó Phải nhìn như vậy đúng không? đúng rồi anh Vâng. Hải giờ giỏi lên nhiều quá trời rồi, bắt đầu price action này, forget cái indicator được rồi đó. Indicator trả tiền luôn á mà cũng không có cửa với mình đâu. Ok Cancel đó. không có vé với mình đâu, cho Đúng nên rồi, là price nó báo mình trước bảo trước cả indicator nhiều. cả một khúc luôn mà 4 5 cây nến nó mới, thì mình phải phải đè đầu cái Ủa, nhiều khi cả đồng ấy chứ, nếu mà mình chơi con spy nhiều khi cả đồng nó mới báo ấy. đúng rồi. Nhớ tuần trước về này nói không em, ngay chỗ đây nè, nó là thế nào nó cũng hít lại cái vùng này ha, mà bên này còn dự đoán lên cỡ tầm 19 19 20 nhưng mà nó chưa ha, bên này nghĩ chắc chắc tuần 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 kế này thì sẽ đụng đó ha, sẽ đụng đó. Bên này không biết sao mà bà con bè thị trường dữ nhá, nhưng mà bên này thì rất là bua, bên này bua nó từ chỗ này đó. Nhớ không, nhớ mấy tháng trước không, gần năm rồi, tháng 8 á, kêu quyền đá mua ở chỗ này mà mua hơi bị sớm ha, quyền đá mua đâu nó đang rớt á, nhảy vào mình mua đâu trên này, cái nó rớt quá quyền cả đám đuối luôn gồng ha, mà cuối cùng thì giờ nó chạy quá trời chạy luôn, giờ chuẩn bị nó hít lại 20 đó. Không có bè, mình không có bè bu gì hết á, cứ cứ đẹp là chơi thôi. Bây giờ nó đang theo nó có một cái sự tôn trọng cái triangle cũ của nó đó ha. Thì đợi ngày mai mình sẽ thấy ha, nó mà bác test lại vùng này xong cái nó sẽ bắn lên. Ok. Còn nếu mà nó gãy trend á thì khác ha, bây giờ nó đang lủng lẳng đó. Ok. Đang lủng lẳng cái chỗ này nè. Nó gãy ra đây thì nó sẽ rớt xuống cái chỗ 15 lại. Ok. Còn nếu mà không á thì nó giữ được á là nó sẽ tiếp tục nó swing lên 19 20. Thì cái vùng này nó đang lủng lẳng mình không có đoán được, nhưng mà bên này thấy á, nếu mà nhìn những cái con stock khác á thì có thể thấy rằng cái con này nó sẽ đi lên hơn nhiều hơn là đi xuống. Ok. Rồi. TQQQ. Nếu nếu mà mình á, bên này á, đánh sell put cái con này ha, còn không là đánh lên theo cái trend line của nó đó, đánh lên lại 10, 10, 18 đồng. TQQQ. Nó cũng vậy ha. Mấy con này nó cũng giống nhau. Mà con này có bộ mạnh hơn chút. Mạnh hơn chút.
Đang lên gần tới top rồi. Ok. Hit rồi. Reject xuống nhưng mà không rớt mạnh. Dòng lên lại ha. Chắc có thể là nó sẽ tạo một cái này người ta hay gọi là cái cup and handle đó ha. Thường thường cái handle nó sẽ phá lên ha. Nó phá lên around here. Nó có tầm 29-30 đó ha. Ngay cái vùng này nè. Rồi. Gì nữa không? À, form AMC. Oh wow, đẹp quá. Đẹp quá, không biết ngân hàng ngân hiếc gì kệ mẹ ngân hàng rớt ha. Mình cứ chơi thoải mái. Mình không có đụng mấy cái con hàng chính thôi. Nhưng mà form rất là đẹp. Ok. Đánh lên tiếp. Ok. Không biết anh Khôi còn không. Đánh lên tiếp. Good morning thầy, good morning mọi người. Oh anh Danny. Morning. Yeah. Anh. Giờ đánh lên tiếp ha. Ngoài không là mọi người ai muốn sẽ put thì sẽ put nó. Affirm hôm bữa ai ai mở sale kho thì đóng nha. Đóng sale kho đi nha. Yeah. Cái chặt đó. Cái chặt này mọi người đóng sale kho gấp gấp ha. Gấp yeah, gấp. Hôm bữa em kêu là mở sale kho rồi 2 round rồi đó. Bị sale put chín nó là ăn 2 round sale kho rồi đó. Đúng rồi, nó rớt xuống 9 đồng mấy luôn mà. Yeah. Mình đánh không nhỏ, mình đánh đây chơi thôi. Ai còn mở thì đóng đi nha, để nó bay đó. Nó sắp điên rồi đó. 50 mấy, 56 mấy sen cũng ngon đó nha. Ha. Chơi đi ha. Yeah, TV 1, 1, 11 đồng 90 đó. Ha. Oh man, nói chung con này là chắc. Quên này vô luôn. Ok. Mà thực ra cái con này bên này nhìn cái chặt này cái tỷ lệ thắng nó cao lắm ha, cho nên tay dưới đáy rồi ha, thành thử cái khả năng mà mình thua thấp phải có. Ok, con này phải có đánh xe put at least ha, có hai con phải có quên rồi ha. Lát nữa mình đi coi lại con phôi con phôi con phôi AMC. Thấy Vân có tiền vô xe bút à Firm? Vân có trên này không? Vân có tiền vô xe bút à Firm không? Vô xe Average AMC don't touch it ha. Đừng có đụng nó. Ok. Nó đang rướng. Ok. Đang rướng. Nó mới rớt con nhịp hả anh? Dạ, yeah, mới có một nhịp nguy hiểm ha. Không đụng. Không biết có dù gì mà sao nhìn chặt rất là nguy hiểm. Ok, lực bán rất là lớn. Nhưng hôm bữa nó phò xe hay gì đó. Oh. Em thấy mà oh man, ghê quá vậy. Ok, em không có đụng đó. Em canh nói chừng nào gần tới gì em mới chơi nó nữa. Bỏ đi ha. AMC bỏ đi, không chơi. Cực kỳ nguy hiểm luôn cái. IWM. Anh thì... con này hôm tuần rồi nó phải nó rớt xuống vùng demand phải không anh Vinny? Đúng rồi, ngày đó nó Vinny để cái alert mà cuối cùng nó không có chạm hay sao á. Nó không có kêu. Em không có coi. Nó còn ít xíu nữa. Nó còn ít xíu nữa. Cuối cùng nó bắn lên lại rồi. Thường rồi em vô mà ra sớm quá. Thôi 169 mà tới 170 hơn mà ra rồi. Vì này cái thơ gạt của cái con này á là ở ngay chỗ này nè ha, 1.194 á.
Nó hơi bị xa đó, nhưng mà hôm nay nghĩ nó sẽ hit đó. 194 hả? Dạ, nhưng mà con này đánh option cái kiểu đó không được đâu ha. Đánh Không, option mà nó chỉ 194. ít nó cho nên là không đánh được. Ăn từ từ, đi từ từ lên cho nó. Đâu mình nhìn cái xu hướng lớn, cái rồi mình đánh vô khung nhỏ mình đánh thôi. Đánh khung nhỏ thôi. Đánh khung nhỏ, chơi khung nhỏ không? Chứ đánh option con này mà để 194 là chắc không bằng mình, không bằng mấy người ăn 175 đâu. Cái thề tà nó cắn hết trơn không còn gì đâu. Nhưng mà nó lót rất là bullish ha. Rất là Dạ, hôm bullish. bữa nó kéo xuống 160 mấy. Để chốt là mấy con cho tuần sau chơi. Không có chơi nhiều. Con Cái này con volume nó vô, tự nhiên volume nó vô quá trời luôn á thầy. đúng, nhớ không, nhớ tuần trước Renny nói không, cái con này chú ý con này nó sẽ mạnh lắm. Vậy là penny nó sẽ chạy học đúng không? Một lượng cái penny nằm trong nó đó, 2.000 con đó, thì nó mình list out ra, mình đè đầu nó, mình phân tích chart coi con nào. Bình bốn cho con còn nằm con nào thất bại nhưng khó bình. Sao chị? Giờ ai rảnh á, giờ vô coi cái con IWM á, cái ruột của nó là cái gì, xong xong đi tìm cái con nào cái chặt đẹp á, quất. Bây giờ Ê, chứ mình con người con môi có nằm trong đó không mình? mo là nó nằm riêng rồi đó chị, cho anh cô mày đánh mừng. chứ mình đâu có biết được con nào, đâu phải là cứ cứ IWM ngon là penny nó chạy đâu, phải phải đúng penny của nó chứ, penny không nằm trong nó cũng như không. Chàng Rồi đẹp nhưng mà mình không biết con nào để chơi luôn. thì mình đây trái nó thôi. Dạ con ai đúp vô em thấy đây chơi được ok. Tuần rồi em cũng đi chơi nó 2-3 vòng. Không còn lại em là cái gì hả? Ok, hết rồi ha. Không còn cái gì nữa đâu. Ủa nữa hả? SI. Mấy hình tưởng rồi xong rồi chứ. SI bữa trước này này kêu. Ủa. Này này cô hú. SI. Một đồng mấy. Hôm đó nó chạy lên tới 2 đồng mấy luôn. Đã ha. Cái đó gọi là, cái này gọi là short short đấy, bọn nó chạy đó. Nó tương tự với lại FRC, ok, một ngày nào đó mọi người sẽ thấy FRC nó cũng y chang vậy ha, làm lên vậy đó trong một ngày thôi, nhưng mà Lo mà chạy. lo mà out đi ha, lo mà out đi, ok, nó chờ FOMO nhảy vô nó đạp xuống tiếp đó, cho nên là đừng đừng có thấy cái lượng volume này không phải buy đâu ha, lượng volume này là lượng volume của tụi short nó buy chứ không phải là investor buy, nó different. Ok. Rồi. Con này kệ nó ha. Thầy nhưng mà con này nó có thể lên 3 đồng 8 giống như pha kẹt cũ của thầy không? 4 đồng 3 đồng 8 ra. Có thể ha. Tại vì tụi nó Thầy sót quá nhiều đi ha, mọi người nhìn cái gap của mấy cái chỗ mà nó sót nè. Một một nhát nè. Hai nhát. Rồi xong mấy cái nhát nhỏ nhỏ nữa ha, mấy cái nhát nhỏ nhỏ này nữa nè. Thử ra cái khả năng của nó lên tới tới đây là chuyện bình thường. Đó, ai thích thì vô vô đây trade nó thôi, chứ đừng có ôm qua đêm, ok, nguy hiểm. Bữa trước mình ăn xe put nó vui chứ ha, men bữa về này rụng rúng luôn á, xe put nó về 2 đồng mà nó rớt xuống 2 đồng 15. Nó đóng cửa hên. Nhưng mà cái con này seafood ăn đã lắm. IV nó cao, nó 6-8% rồi. Seafood ăn đã lắm. Bởi vì cái này ăn tới nhiêu ta? 1 đồng luôn á. Bây giờ seafood ăn 1,5 đồng. Nó còn có 25-30 sen à. Hết à. Mấy bữa trước ngon. Giờ hết à. Cũng được ha. 1,5 đồng mà 25 sen ngon mà. Đúng rồi, ngon hơn Labo tới 4-5 đồng. Dạ, 1,5 đồng 25 sen này nó Mười còn có 1,25 đồng mà. mấy phần trăm rồi, ngon. Dạ.
Nhưng mà phải chờ nó tạo đáy nha, chứ nhảy vô mất công lỗ đạp mệt. xuống. Cái đáy này hơi yếu ha, cái đáy đi đi xoay qua ngang cái kiểu này là rất là yếu. Ok, mình phải có cái đáy mà nó bật lên bật xuống á thì mới được. Còn cái đáy mà đi ngang kiểu này nó xả xuống thôi, nó bật lên á mình không biết. Ok, mấy cái đó nó lủng lẳng kiểu này rất là nguy hiểm ha. Nó gì nè ha, mình không biết, mình phải phải chờ mấy cái đáy này nè ha, mấy cái đáy này thì mới ngon. Rồi con này không biết ha, mọi người từ từ. Ok, chờ nó tạo đáy đàng hoàng, này nó chưa có đàng hoàng. Cái con AMRS hồi nãy anh lên nhì xe bút tức của em nó lên nhì. Ồ, vậy hả? Hôm bữa em cũng chơi xe bút của nó hình như 30 sen đó anh lên Ok. Rồi, nhưng coi. mà em ăn hết bột rau rồi hôm nay chưa vô lại ra hôm bữa thứ năm rồi. Nhưng mà đợt này một đồng của nó không có nhiều hết. Một đồng nó không có 0.0 mấy à. Giá của nó là một đồng ba mấy, mình đâu có xe phút được cái giá cao, trừ ra tính ra thì nó cũng vậy ha, nó quỳ vốn đâu có đánh chi. Còn nếu không thì đánh đánh 11 ngày, 11 ngày đồng rưỡi thì được 10 sen. Ủa, này trả giá hơi cực đó nha. Bit của nó nhìn volume lớn hơn nhưng mà IV nó thấp quá không chơi được đâu, không chơi được đâu nào ơi. Vì dưới 100 là em bỏ rồi. 40, Chắc 43. hôm bữa thứ sáu nó rớt lại rồi IV nó rớt lại theo á chứ mấy tuần trước nó cao Dạ. em Tầm đang 40 tới 100 là em đánh spread. Dưới 100 kia mới đánh sau lần. Oh man. Cái con này. Trời ơi. nó gộp xe sao mà nó mất luôn cái chạc Thầy canh con CBNA xe bút à nó đang ở vùng 8 CVNA. Giờ này còn còn gồng để trả dividend nữa hả? Dividend. Cái con Anh này Tuấn thì biết con đó là con gì không? Cái con đó là con nhà băng ở Thụy Sĩ đó. Dạ, nó đang bị ấy đó, ba cái nhà băng mà người ta gửi tiền mà thư dữ gửi vô không á, mà hôm nay nó vậy đó, tại vì nó bị problem của Silicon Bank. Oh man. Cái kiểu này khó chơi ha, khó chơi lắm. Nhưng anh phân tích cái trạng đi, phân tích đi rồi rồi để em thật sự mấy con mà em đưa lên đó mà để em phân tích trạng nữa nha. Ok, thì cái chart nó hiện giờ là double bottom rồi đó ha. Thì đó. Nó là một double bottom đó. Nhưng mà lực mua mọi người có thấy cái lực mua nó yếu không? Nó yếu lắm. Cho nên là mình đợi nó thêm một nhịp nữa đi ha. Một nhịp nó rớt xuống mà nó cao hơn cái đáy này thì mình nhảy vô. Còn ai mà muốn đánh hên xui để ôm một thời gian coi thử nó có mọi thứ nó êm thấm đánh theo news á thì mua một ít thôi, chứ còn mà cái này cái lực mua bây giờ nó không có ha, volume của nó rất là thấp, cái kiểu này rất đánh không sướng, ăn không bao nhiêu hết á. Nó thẳng là vậy ha, trên cái sạc nó nói lại bây giờ rớt xuống đây đi ha, cỡ tầm 83 cent thì mình đánh nó lên around here ha, cái lực bán ở chỗ này rất là mạnh. Ok, thì 95 sen ăn được 10 sen, nhưng mà nếu mà nó gãy ngay chỗ này á thì mình ăn được 83, mình mất 4 sen, mình ăn 10 sen cũng ok đó, cũng ok đó, nhưng mà phải chờ ha,
chờ nó rớt xuống một dịp nhẹ nhẹ ngay chỗ này nữa rồi rồi mình mới vô đó. Chứ cái lực mua đợt này nó chỉ là bật cái xong rồi nó mua lý tí kiểu này ha, yếu lắm. Rồi vậy đi ha. Ồ tiếp hả, Anka Akan hàng đâu nhiều chứ à man, không cho nghĩ luôn. Đẹp. Ủa cái con này bữa phân tích lần rồi phải không? Thầy đúng rồi, này cái trà. Đúng rồi, nó gần tới rồi kìa, nó tới rồi kìa. Dạ, tới rồi đó. Đó, nó tới rồi đó, mua được rồi đó. Bữa trước nằm đâu đây phải không? Rồi nó về nó test lại nè. Được rồi đó. À, đấy đẹp rồi. Hai mông rồi đó, của Bình đó. Hai cái Mông. mông là gì? Hai cái đáy hả? Dạ, hai ở Đúng đây. rồi, bắt đầu mà. Bình nó khoái mấy cái mông lắm. Mông má rồi nó khoái. Ừ. Đó. Chơi đi ha, entry được rồi đó. Một chấm mười ba. Stop loss 13 cent. Stop loss 13 cent. 35 ăn 20 cent cũng được á, 22 cent. Không được, không được 1-2 nhưng cũng ok ha. Nhưng mà cái TP2 của nó hơi bị thơm á. TP2 của nó 1 đồng 72. Ok, xong. Đẹp á nha, con này đẹp. Chơi được. Morning con. Tổ chè mày chó. Đừng, đừng, đừng để bà làm chút, bà làm chút xíu chui vô lớp chưa con. Rồi xong một nhát nữa. Sava. Ồ, Seva. Seva cái chặt giống như là nó đang gom vó lùm vậy đó ha. Cái con này chuẩn bị nó điên rồi. Rau. Chắc nó slide 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 dần 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 nó fill cái gap này cái nào nó bật lên mạnh đó ha. Gáp này gáp mới ha, cho nên là có thể nó phiêu đó. Mọi người chú ý nó ở 20 đồng, 21 đồng gì đó ha. Để nó share lên tí xíu để nó báo mình trước khi mình get entry ha. Được đó. Java chưa đâu ha, chưa chưa chơi được nhưng mà cái kiểu gom volume này là mình phải 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 để nó. Bỏ vô watchlist đi ha. Học hết rồi. Lần sau là mọi người tự phân tích ok cho bên này ngồi chơi bữa. À, sư phụ cái alert á mình làm để mà mình chỉnh cái message á. Double double vô. Dạ rồi. Click. Bỏ vô đây. Mình sửa lại message đây. Oh. Bỏ vô. Rồi xong ha. Ai hỏi gì nữa không? Xong rồi đó. Còn spy kệ bà nó nha ha. Ngồi rồi đừng phân tích spy nhiều. À hôm bữa là chắc bà con thấy cái đường SMA 200 ở trên đó. Ok, mới bắt đầu đổi sốt đó. Mình không, người ta đâu xảy ra 200 giống mình đâu. Có, Trình em có thấy ông nào đó ông cả cái đường lai chéo từ trên đỉnh ông kéo rồi kêu có cái đường SMA 200 nữa.
SM 2200 của người ta hình như nằm ở đâu thì nó, khác ở đó luôn á. nó sẽ thấp hơn chút. Nhưng mà thật thì thật ra là nó đi đúng kiểu cái kiểu chạy của trendline đó ha, nó đụng vô cái trendline, xong cái người ta canh, người ta short ngay đó thôi, chứ còn spy mà nhìn vô nó mà để đánh stock. Có một bên này bữa giờ để ý ha, có một số bạn thấy phân tích spy xong rồi đi xong cái đi short short cái con stock khác. Ồ, không hiểu luôn. Phân tích spy kêu là nó sẽ rớt, xong sau đó nó đè đầu cái, xong cái kết luận là tôi sẽ short con này. Ôi trời trời, là sao? Không liên quan, ok, không liên quan gì trên spy với lại con đó có liên quan gì đâu. Này, tại mấy bạn đó nghĩ là spy rớt là cái con nó sẽ rớt theo. Oh no. Mấy bạn nó Có nghĩ nhiều vậy đó. người ta chơi xe con spy lắm chứ không phải là không đâu. Ví dụ anh phân tích spy xong anh mua xe spy, hoặc là anh short thằng spy không nói. Ô cái này anh phân tích spy cho đã, xong rồi kết luận là tôi sẽ short cái con này. Ô con khác. Oh shoot. Không hiểu luôn. Nhưng mà anh đang short cái con Nvidia đó mọi người, đợt trước đó ha, spy rớt quá trời, nhưng mà Nvidia sao? Là có rớt Nó bay tè lè luôn á, ok. bài không không nghĩ Nó bay luôn. tè lè luôn á, bữa rớt short con spy nè. Là cái cây nến này nè. Nhớ không? Tuần trước mình phân tích nó nằm ngay đây, nhớ không? Vinny nói là mọi người đừng có push nó, ok. Mặc dù là double top nhưng mà sao? Khung 1 giờ đó nhớ không chị đó? Reset ở đây. Nó reset đã xài, nhớ không? Nó reset xuống tút như này rồi. Short cái gì nữa? Good con. Đó, xong sau đó nó tạo cái phần chip ship của thằng Bình đó ha. Cái phần chip phần ship đó của thằng Bình đó, xong cái nó làm cái dèo. Ok, ngay chỗ này nè. Ngay chỗ này mà short gì nữa? Đó. Cho nên là mọi người đừng có phân tích spy, đừng chi phân tích spy vứt đi ha, dục không có để làm gì đó. Đánh con nào không hết con đó. Đúng, đánh con nào phân tích con đó. Còn spy không có liên quan gì, mà nếu mà mọi người đánh spy thì phân tích spy, mà bây giờ spy bây giờ là không để phân tích cùng ngày nữa mới ghê chứ. Phân tích spy cùng ngày để làm gì không hiểu được. Có dám swing ở đâu. Đánh option swing nó chết chắc. Ok. Rồi. Gì nữa Thầy không? con Pfizer hình như nó ở thì men không thầy. Bữa giờ bên này là qué quá trời á ha. Em rớt dưới 40 mà, dưới 40 đó. Bữa bên này kêu mọi người vô ngay chỗ này nè. Ra quần chip rồi đó. Nó hit hit TP1 rồi, xong bây giờ đang back test và nó confirm rồi đó ha. Confirm rồi đó. Cái nguồn chip này em nghĩ là nó bay mới mạnh đó. Mạnh lắm, mạnh hơn double bottom nhiều. Ok. Tại vì nó đã mới là nó muốn đi lên rồi. Thầy này xa, này kho xa được không thầy? Kho premium. Như thằng Pfizer em thấy cái premium nó cao lắm nha. Cái tà nó cao, cái IV với lộn. Bữa nay này kho xa một lần con Pfizer không ăn. Không ăn. Không ăn được đâu. Không ăn cho nên là Rene không có chơi. Đó, cho nên là bữa Làm sale lời nếu có mọi người muốn á thì kho xa nó thì thiệt là xa luôn ha, trên trên 1 tháng đó thì ok. Thì cái IV IV nó thấp. nó cũng IV Cái thê tệ của nó cũng thấp hơn, thì có 24. thể mình sẽ ăn, nhưng mà sao cái giá bit chat của nó tới 20 sen nữa ha. Cái nó xa quá. Không ăn không ngon ha, cái kiểu đó, cái volume của nó kia rất là thấp, cho nên là đánh không ngon ha. Cái open interest cũng vậy nữa. Này giống một xe chắc ăn hơn. Mua xe ngon hơn. Pfizer nè, một bên này nói mọi người chú ý ha, Pfizer nè, Rivian nè, Lucid nè. Moderna thì là tuần trước nói rồi ha, nên ngay chỗ này ai mà vô ngay chỗ này là ngon rồi. 137 nó quất lên tới 155.
nhưng mà nó đây nè vẫn còn hơi. Em vắt sao mày? Invest nữa, invest cũng ngon nữa. Ok. Đó, invest vẫn còn có lực mua vô quá trời đó. Đó, là mấy con đó mình chú ý ha, mấy con mà xe điện đó, chú ý mấy con xe điện ha. Lucid, Ford, Tesla. Tesla. Con Victor sao vậy? Con gì? Victor đó thầy. FSR. Ồ, oh, Fisker. Fisker double bottom kìa. Ok. Nhưng mà sao Fisker lực mua yếu xìu à? Không ngon. Gần nhìn thấy nó cái xe điện mà sao nó yếu mà. Nó yếu xìu à? Cái xe điện mà nó không ngon. Lucid. Lucid là đẹp. Mọi người coi coi cái chart Lucid không toàn không? Yeah, double bottom. Quá đẹp luôn. Nhìn nó bullish lắm à. Nó muốn điên luôn á. Dạ. Bữa nay Nile nó có được cái setup của khung ngày á, đẹp thiệt đẹp luôn ngay đây nè. Đánh lên đường khúc. Hết rồi. Rồi xong. Ready chiến đấu chưa? Ngày mai tiếp tục ha. Ai từng tới canh xe bút Lucid ít thầy. Dạ, xe bút Lucid. Thầy, CVNA thầy. Xe bút CVNA nào? CVNA. Okay. CVNA. Em thấy đang lơ lửng. Đúng rồi, đang lỏng chỏng không chơi được ha. Em để thôi chờ. Đang lỏng chỏng không chơi được. Không biết đi đâu về đâu ha. Cái IV nó cao nhưng mà nó cái khả năng rớt nó gớm. Nguy hiểm, không chơi. Ok, mình có một đống con thấy bữa nay sẽ đắp đạt. Dạ. Yeah. Nên chơi mấy con kia nó an toàn. Thôi giờ để Affirm sẽ bút tiếp mình đây. Đúng rồi, đúng Affirm, rồi. Trời ơi, Affirm for... Thay vì xem trong CV này thôi, mình sẽ bút Affirm tiếp nữa. Nhá, yeah. À, rồi Labu bây giờ nó cũng ngay cái Dimenzo luôn, đã nữa. Ngon mà. Ai vậy? Christine Nguyễn. À. Rồi. Dạo này Bình nó quýnh đây cháy ngon quá trời. Seller chỉ là kiếm cơm, còn đây trái mới là kiếm phở hả bạn? Dạ thầy, sale là để screen thôi, còn lâu lâu em lâu lâu nhảy vô day trade option và chạy ra. Không ơi, muốn lần qua đi. Dạ, mà em thấy em làm sale là thấy vui, thấy bình an. Dạ, cái thả đó cái qua đêm sáng dậy kiểu như là sáng dậy các hệ vậy đó. Đúng rồi, nó trả tiền. Đó, tới cái tự nhiên tối mình ngủ cái sáng mình dậy mình có tiền. Người trả tiền cho mình. Đúng rồi. Dư lắm. Nó gọi là, người ta gọi là passive income á, là đánh seller đó. Chứ không có phải suy nghĩ là bữa nay nó sẽ đi lên hay là đi xuống thì sao, nó cứ nằm trong demand zone lên cái là. Dạ, yeah, chơi ôm option à. Có ngủ không có ngon. Chơi sale là có ngủ thấy ngon. Nhiều khi mấy cái công ty mà mình chọn á, nên mà lỡ mà nó gãi á, thì mình cũng sợ. Ôm luôn. Giống như Affirm hôm bữa em chơi mất như 12 rưỡi mà ôm xe tới giờ cũng ăn có 2 vòng rồi. Yeah, Affirm ấy cũng con mà. Vui. Yeah, giờ đè đầu Labu ra kìa. Là mù Affirm với For, ba con. Mấy con Dimension á, cũng Pfizer thì mọi người nên mua xe. Chứ đừng giờ có... Đó uptrend. Yeah, đừng có chơi option. Bữa đánh option là rồi, mặc dù nó chạy lên á, mà không ăn. Ăn ít lắm. Rồi xong rồi nó chỉ dần giật xuống cái thôi, thấy nó lỗ lại rồi. Yeah. Rồi vậy đi ha, ngày mai mình chiến đấu tiếp. Ok. Ok, rồi, thank you Danny. Chúc cho mọi người tuần này lại tiếp tục lụm lúa tiếp ha.
Rồi, Mà thank you Randy. mình cứ ăn từ Thank từ you cả vậy nhà. đó ha, Rồi, chứ đừng bye bye đừng cả có nhà tham là nha. được rồi. Ok, bye. Thank you Randy. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà.